sao lo ăn đi, ngồi cậy ghẻ bắt ve hoài vậy con? Ăn sáng đi kìa. Ủa đâu, đồ ăn sáng đâu thầy? Nè xoài nè con. À, dạ được, ngon. Ừ, ngon á. Ăn sáng với xoài mà cũng ngon nữa hả Lu? Ngon mà thầy, ngày nào con ăn sáng con cũng muốn ăn xoài hết. Chi vậy con? Cho bánh bao tử cho sớm luôn vậy thầy ơi. Con nói chuyện bậy bạ không à Lu, tự nhiên đòi cho sớm. Chứ còn gì nữa, ngày nào thầy cũng cho con ăn sáng bằng xoài hết. Để hoài vậy sao con chịu nổi? Chùa mình còn nghèo còn đang khó khăn, ráng tiết kiệm được chút nào hay chút nấy con. Mày mà không ăn là thầy ăn đó nghe Lu. Hả? Thầy cũng ăn sáng bằng xoài luôn hả? Ủa, chứ mày tưởng thầy sướng lắm hả? Mày không ăn thầy ăn à? Có chịu ăn không? Ráng ăn cho hết đi đừng có bỏ mứa. Thầy có thể nêm cho con miếng gia vị được không? Chứ để vậy hoài ăn ngán quá. Gia vị gì nữa? Làm như nấu canh kho thịt bằng vậy. Thôi ráng ăn hết đi con. Cũng muốn ráng lắm mà thầy lắc vậy sao con ăn được? Thầy quên. Thầy có thể dặm cho con chén muối ớt được không? Ớt nhiều hay ớt ít? Thì trong chùa mình không cho ăn mặn thì cho ăn cay đi thầy. Phả ớt cấp độ 7 cho con luôn đi. Con chơi tới luôn á. Chùa mình nhiều tiền nhiều bạc thiệt, nhưng mà tình nghĩa lòng nhân ái con người thì không có thiếu. Ngay cả ớt cũng vậy, một nồi luôn. Muốn cấp độ 7 như gì? Cho con cấp 12 luôn. Thầy muốn con trụi lông hả? Nói chứ dạo này con thèm mì chay lắm thầy ơi. Ráng sắp xếp ngày mai cho con miếng rồi cũng được nè. Một mảnh vụn thôi cũng được nè. Miếng thôi hả con? Mảnh vụn cũng được nữa hả? Dạ, thiệt mà. Khỏi sắm đũa muỗng gì cho con hết trơn á. Con ngồi con húp thôi cũng được nè. Giống như con đang húp trái xoài này nè. Ủa, vậy là nãy giờ con đang húp hả? Chứ phải con đang cạp hả? Thì con vừa cạp con vừa húp nè. Ủa xoài này đâu mà ngọt dữ vậy thầy? Thì mua ở chợ hả? Có đâu, xoài này là xoài chùa trồng mới con. Ngon lắm, ăn đi. Nè, ngon thiệt. Thầy nhớ trồng nhiều nhiều vô nha. Để mai mốt có nhiều Phật tử tới tặng họ, để cho họ có lộc nghe thầy ha. Ừ, thầy sẽ trồng nhiều hơn nữa. Ủa mà thầy ơi. Ừ, gì luôn? Chùa mình nó vùng sâu vùng xa như vậy, liệu người ta có biết mà tới không hả thầy? Việc này thầy cũng chưa nói trước được. Nếu mình thành tâm thật sự, ắt sẽ cũng có nhiều người biết tới mình thôi con ạ. Hy vọng người ta biết tới chùa mình nhiều hơn, để con bớt ăn xoài lại, con bị gói chay ăn. Bộ con thèm bị gói chay lắm hả Lu? Thèm lắm, mà không dám xin thầy. Tại con biết thầy đang tiết kiệm để xây chùa mà phải không? Thầy tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ không để gói mì thì mua cho con không nổi. Vậy thì mua ít ít thôi, chục thùng hơi nghe thầy. Hay quá ha, làm người đừng có tham nghe không Lu? Con là Lu mà chứ đâu phải là người. Ráng ở đây tu cho tốt, kiếp sau còn làm người nữa con. Thôi, làm người có gì vui đâu. Bon chen nhiều thứ phức tạp lắm thầy ơi. Là sao thầy chưa hiểu? Ví dụ như con là con người đi, lúc nhỏ thì không nói, lớn lên rồi phải cưới vợ, cưới vợ xong phải ra vườn đăng ký kết hôn này nọ, phiền phức tạp. Còn sao nữa? Như con nè, thích em nào thì tới với em đó một lần rồi coi như quên luôn. Ví dụ như con ở chung đi chăng nữa cũng đâu cần làm đăng ký kết hôn gì đâu, mệt. Trời, con độc thiệt luôn. Thầy đi kiếm em ly giùm con đi, sáng giờ sao con không thấy? Không biết em mấy đang uống gì chưa? Đây em ly của con đây nè. Ly, anh Lu nhắc con kìa. Anh Lu nhắc con hả? Thầy bế con ra ngoài với anh đi. Ừ, nhìn gì Lu? Trời, Lu có nhìn gì đâu. Đây, em ly của con nè. Ly, ăn sáng chưa? Chưa, ly chưa. Vậy ăn xoài chung với anh đi. Xoài ngon lắm, xoài cấp độ 12 á.